Mừng sinh nhật 7 năm Teletron Eden Center Washington DC. Kính mời quý đồng hương tham dự 2 ngày nhạc hội hoàn toàn miễn phí. Thứ bảy ngày 17 và chủ nhật ngày 18 tháng 9 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Thanh Lan, Thiên Tôn, Phương Hồng Quế, Diễm Liên, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Lâm Thúy Vân, Hạ Vi, Tommy Ngô, Linda Trăng Đài, Bé Heo Phương Loan, MC Việt Thảo, Giáng Ngọc cùng The Night Band. Mừng sinh nhật 7 năm Teletron Eden Center, nệm cứng luxury Lamborghini Italy phủ bạc giúp cho khí huyết lưu thông điều hòa, 20 năm warranty, giá 13.000 sale 8.299 đồng, chỉ 173 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Tặng cặp gối Lamborghini 800 đồng, ghế massage Shinka JP 1100 made in Japan, xoa bóp bóng huyệt toàn thân 5 năm warranty, giá 10.000 bớt 1.200 đồng, chỉ 183 đồng một tháng. Bàn ăn Sovaya 100% made in Italy, thời trang sang đẹp, sale đến 35% off. Thứ bảy ngày 17 và chủ nhật ngày 18 tháng 9 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối, quý đồng hương nhớ đến tham dự 2 ngày nhạc hội miễn phí mừng sinh nhật 7 năm Teletron Eden Center Washington DC. 703-237-8999. Trang nhà teletronusa.com. Phương Quế xin kính chào quý khán thính giả và quý vị đồng hương của vùng Hoa Thịnh Đốn, Washington DC. Hôm nay Phương Quế cũng như là Uy Nguyễn có mặt ở đây để cùng gửi đến quý vị một chương trình kỷ niệm 7 năm thành lập hệ thống Teletron tại Virginia vào hai ngày thứ bảy ngày 17 tháng 9 và chủ nhật ngày 18 tháng 9 với chương trình văn nghệ rất là đặc sắc và kèm theo đó là những chương trình on sale rất đặc biệt. Kính mong quý vị theo dõi và bên cạnh Phương Quế là Uy Nguyễn. Mời Uy Nguyễn. Cảm ơn chị Phương Quế, xin gửi lời chào tất cả quý vị khán thính giả chương trình ngày hôm nay và chúc quý vị có một ngày thật là đẹp, một cái mùa thu thật là vui và hạnh phúc. Và chúng ta mùa thu Teletron đến với Virginia, đến Washington DC, đến một cái nơi mà đông người Việt Nam chúng ta vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cư ngụ, thưa quý vị. Và mới đó mà đã 7 năm trôi qua, cái chương trình kỷ niệm anniversary 7 năm thành lập của Teletron ở vùng Washington DC trong khu Eden Center, hy vọng sẽ mang đến những cái món ăn tinh thần đến tất cả quý vị, thưa chị Phương Quế, với một cái lực lượng ca nghệ sĩ rất là nổi tiếng sẽ có mặt để phục vụ cho quý vị hoàn toàn miễn phí trong 2 ngày 17 tây tháng 9 và ngày 18 tây tháng 9 ngay trong khu Eden Center, một cái nơi mà đông đúc người Việt Nam chúng ta đã biết đến và cùng đến đó để tham dự trong những năm vừa qua và năm nay cũng không ngoại lệ. Và nhất là trong mùa thu thì đến với ODC, đến với Virginia, lá vàng rất là đẹp, những cái mùa rất là đẹp, thưa quý vị, thời tiết cũng tốt mà cái lá cây rất là đẹp, thưa quý vị, cho nên những cái dịp như thế này Teletron luôn luôn được quý vị đến ủng hộ rất là nhiều, không những là ở vùng Virginia, không những ở ODC, ở Maryland mà tất cả tiểu bang lân cận như là North Carolina, South Carolina hoặc là ở hướng bên như là Philly, New York cho đến New Jersey, đến Ohio và những tiểu bang lân cận đều đến với DC. Thì kể cả quý vị một số vị ở từ ở bên Boston đó, thưa quý vị, cũng đã đến với DC trong mỗi năm mà có cái dịp ca nhạc, mà cứ gặp cái dịp mà gặp gỡ tất cả bạn bè người thân cùng với một cái chương trình đại giá đặc biệt để chúng ta mua sắm nhiều cái sản phẩm. Mà Nguyễn đang ngồi trên đây cùng chị Phương Quế là những cái bộ mà furniture, những bộ sofa mới của Ý được nhập cảng trực tiếp từ Ý để về kịp trong những cái ngày mùa thu này để chuẩn bị cho chúng ta đón chào một cái mùa cuối năm, cho nên những cái sản phẩm về Italy furniture mới mất sẽ về với chúng ta, những bộ bàn ăn bằng đá cẩm thạch, bằng đá hoa cương, những bộ giường ngủ rất là kiêu sa đầy quyến rũ, và nhất là Teletron, quý vị biết là những cái sản phẩm như là những cái nồi cơm điện, bình thủy điện của Nhật được làm tại Nhật, của hiệu Tiger, hiệu Convoy, nó gọn, nó dễ dàng. Bên cạnh đó những cái ghế massage của Nhật được làm tại Nhật, made in Japan, chỉ từ 4.999 đồng, hoặc là những cái tấm nệm cứng chống đau lưng made in Italy mà chỉ từ 999 đồng, thì không nơi nào ngoài Teletron với cái chương trình đặc biệt kỷ niệm 7 năm thành lập cùng với chương trình đại hạ giá. Những hãng sản xuất sẽ cho chúng ta những giá cả đặc biệt kèm theo cái chương trình đại nhạc hội rất là hấp dẫn, của chị Phương Quế ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cũng như là thường lệ thì là Teletron thường thường là có những kỷ niệm những ngày thành lập thì có những chương trình văn nghệ để gửi đến quý vị, cũng như là một lời cảm ơn chân thành, một món quà tinh thần mang đến quý vị những sự ấm áp thương yêu, nhất là cái mùa thu về. Ở vùng Hoa Thịnh Đốn thì quý vị biết rồi, những cái lá cây ngả màu rất là đẹp. Và chúng ta thường thường những tiểu bang khác đến để mà du lịch, để mà ngắm cảnh mùa thu rất là lãng mạn, thì bên cạnh đó là chương trình văn nghệ diễn ra trong hai ngày thứ bảy ngày 17 tháng 9 và chủ nhật ngày 18 tháng 9 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối, thưa quý vị. Chương trình văn nghệ rất là hùng hậu, rất nhiều anh chị em ca nghệ sĩ đến để góp mặt cùng chung vui với Teletron vừa tròn 7 tuổi.
mừng sinh nhật 7 năm Teletron Eden Center Washington DC. Kính mời quý đồng hương tham dự 2 ngày nhạc hội hoàn toàn miễn phí. Thứ bảy ngày 17 và chủ nhật ngày 18 tháng 9 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Thanh Lan, Thiên Tôn, Phương Hồng Quế, Diễm Liên, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Lâm Thúy Vân, Hạ Vi, Tommy Ngô, Linda Trăng Đài, Bé Heo Phương Loan, MC Việt Thảo, Giáng Ngọc cùng The Night Band. Mừng sinh nhật 7 năm Teletron Eden Center. Nhân dịp này, nệm cứng chống đau lưng Made in Italy 20 năm warranty chỉ 999 đồng, ghế massage Shinka Made in Japan chỉ từ 4.999 đồng. Mạnh Quỳnh xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả. Mạnh Quỳnh cùng với anh chị em ca nghệ sĩ xin mời tất cả quý vị hãy đến với Washington DC ngay tại vùng Eden Center để tham dự một chương trình đại nhạc hội đặc sắc, rất là nhiều tiết mục thật là hấp dẫn. Xin mời tất cả quý vị hãy đến, đưa gia đình và người thân đến tham dự chương trình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nệm cứng luxury Lamborghini Italy phụ bạc bớt 5.000 trả góp 4 năm không tiền lời, chưa tới 6 đồng một ngày. Hạ Vi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Quý vị ơi, Hạ Vi sẽ có mặt trong tất cả các chương trình của Teletron khắp nơi trên đất Mỹ mình. Hy vọng là sẽ gặp gỡ tất cả quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn Teletron đã tổ chức những chương trình như vậy để cho anh chị em nghệ sĩ có cơ hội để gặp gỡ quý bà con khắp nơi trên nước Mỹ. Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Mừng sinh nhật 7 năm Teletron Eden Center Washington DC. Ghế massage Shinka JP 1100 Made in Japan. Xoa bóp bấm huyệt toàn thân 5 năm warranty giá 10.000 bớt 1.200 đồng chỉ 183 đồng một tháng. Quý vị ơi, quý vị cũng biết là trong thời gian qua Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà cũng như rất là nhiều anh chị em ca nghệ sĩ đồng hành cùng công ty Teletron trên khắp tiểu bang trên nước Mỹ. Thì năm nay Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà cũng sẽ tiếp tục đồng hành với Teletron trên khắp các thành phố tiểu bang của nước Mỹ. Quý vị nhớ đón xem mỗi một nơi thì Ngọc Ngữ và Châu Ngoài sẽ đến, và cũng như rất là nhiều anh chị em ca nghệ sĩ cùng đến. Quý vị nhớ đến hội tụ cùng chị em chúng tôi cũng như cùng công ty Teletron để mình vừa coi ca nhạc, vừa mua sắm và relax cùng với gia đình của mình. Quý vị nhớ nha. Mỗi lần Teletron tổ chức thì rất là vui, cũng như là một cái ngày anh chị em nghệ sĩ tụ lại và ngày hội với anh ha. Đúng rồi. Ngoài Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà thì có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ mà quý vị yêu mến từ tới giờ, thì Ngọc Ngữ cũng mong quý vị đến chung vui cùng Teletron và Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà. Thank you. Cảm ơn quý vị. Ghế massage 16.000 đồng làm tại Nhật tốt nhất thế giới là The Best Luxury Medical Chair, chỉ sản xuất 2.000 cái trên toàn thế giới theo tiêu chuẩn xe Ferrari, được tặng nệm cứng chống đau lưng 100% Italy. Thiên Tôn xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Thiên Tôn rất mong sẽ được gặp gỡ tất cả quý vị thật đông đủ tại trong chương trình đại nhạc hội của Teletron. Xin quý vị tới để ủng hộ thật nhiều cho các anh chị em ca nghệ sĩ trong chương trình đại nhạc hội cũng như cho Teletron. Xin hẹn gặp quý vị nha. Xin chào quý vị. Đặc biệt Wallbox hộp charge điện thông minh cho xe hơi ngay tại nhà chỉ 649 đồng. Giường ngủ bằng anh Sovaya 100% made in Italy, thời trang sang đẹp sale đến 35% off, tặng ghế massage 1.000 đồng. Thứ bảy ngày 17 và chủ nhật ngày 18 tháng 9 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối, quý đồng hương nhớ đến tham dự 2 ngày nhạc hội miễn phí. Mừng sinh nhật 7 năm Teletron Eden Center Washington DC 703-237-8999. Trang nhà teletronusa.com. Và bên cạnh đó là những chương trình on sale rất đặc biệt mà ban giám đốc Teletron đã dành cho quý vị vào những cái mùa lễ hội sắp tới vào cuối năm. Quý vị biết là mùa thu xong rồi sắp sửa là đến chúng ta là mùa Thanksgiving, mùa lễ tạ ơn, rồi mùa Giáng sinh, rồi mùa sắp sửa Tết Tây, rồi Tết Việt Nam. Một năm mới sắp đến và sau khi bệnh dịch rồi chúng ta trở lại cái đời sống bình thường. Thì với bước vào Teletron ngày hôm nay thì thấy rất là nhiều bộ bàn ghế thật là đẹp, bằng ghế Italy, bằng ghế da mẫu mã mới. Mà Phương Quế cũng bất ngờ, nó có hỏi thì là Uyên Nguyễn nói là đây là những cái mặt hàng 3 container từ Ý mới về để phục vụ cho chúng ta trong những cái mùa lễ hội sắp tới đây. Và Quế nghĩ rằng 3 container chưa chắc đã đủ đâu, là bởi vì đồng hương chúng ta đã xài những mặt hàng này nhiều rồi. Cho nên là giới thiệu với nhau. Dạ biết rồi. Dạ đã biết rồi, mặt hàng của Ý cái da nó mịn màng và cái màu sắc nó hài hòa, nó thích hợp cho tất cả mọi căn nhà chúng ta. Những cái màu sắc mẫu mã rất tài hòa, rất là sang trọng, cho nên là quý vị đồng hương đã xài rồi, giới thiệu cho bạn bè, cho người thân xài. Cho nên những mặt hàng Ý về những bộ bằng ăn, những cái mặt đá bằng cẩm thạch, bằng marble, phải nói rằng chỉ có Teletron mới có thôi thưa quý vị. Quý vị có thể đến với Teletron để quý vị xem ngay từ bây giờ. Quý vị nào mà có mua nhà hay là dọn nhà mình cũng có thể để giữ lâu, nếu mà cái ngày mình on sale đặc biệt, có nhiều on sale đặc biệt không Uy? Thưa đúng chị Quế, thưa quý vị, đặc biệt nhất là những cái sản phẩm về trang trí nội thất Teletron nó chọn lọc rất là kỹ thưa quý vị. Như vị đã coi những cái thước phim mà Teletron cũng đã đến tặng những cái hãng từ bên Ý,
hoặc là những chiếc ghế massage đến tặng những hãng bên Nhật Bản, những sản phẩm sử dụng trong nhà cũng đến tặng những cái hãng từ bên Đại Hàn hoặc một số sản phẩm tại Mỹ của chúng ta. Cho nên quý vị thấy những chất lượng sản phẩm tốt, và như anh Nguyễn vừa nhắc ở phần đầu thì chị Hùng Quế và tất cả quý vị, những cái sản phẩm furniture thế này order tới 6 tháng mới có thưa quý vị, chứ không phải như trước đây thì khoảng chừng 2-3 tháng là có những đồ bên Ý về rồi. Bây giờ tới 6 tháng, cho nên là chúng ta thấy sản phẩm nào đẹp, tốt mà chất lượng thì mình nên mua sớm, chứ để lúc cuối thì không có nữa, mà mỗi lần chờ order là phải 6 tháng trời sau mới có lại, cho nên nó trễ nải cái công việc của nhà của chúng ta, phải không thưa quý vị. Cho nên quý vị muốn có những cái sản phẩm trang trí nội thất đẹp, sang trọng 100% made in Italy của hãng Nicoletti Incanto Euroform, hoặc là những cái loại nệm cứng chống đau lưng made Italy, một lần nữa là nệm Lamborghini của Italy mà được quý vị rất là thích, có một giấc ngủ ngon trên một cái tấm nệm tốt, 1/3 cuộc đời chúng ta, một ngày 24 tiếng, 8 tiếng nghỉ ngơi thì chắc chắn ai cũng muốn nằm êm ái thoải mái trên cái tấm nệm luxury, nệm mà loại nệm cứng chống đau lưng của Lamborghini rất là tuyệt vời, cùng với chương trình tài trợ 4 năm thưa quý vị, không cần phải đau trước, không cần phải trả tiền lời, tính ra mỗi tháng khoảng trăm mấy chục đồng mỗi ngày, chưa tới 6 đô la mà chúng ta có một giấc ngủ rất là êm ái thoải mái với nệm luxury của Lamborghini, nệm cứng chống đau lưng tuyệt vời nhất hiện bây giờ mà được quý vị rất ưa chuộng, hoặc là chiếc ghế Sinca JP1100 cũng được quý vị rất là ưa thích, cũng cùng với chương trình tài trợ 4 năm không đau không tiền lời. Mà nếu có điều kiện cái sản phẩm gì quý biết mà mà được quý vị ưa thích nhất, đó là chiếc ghế 16.000 đồng. Chiếc ghế độc nhất vô nhị thưa quý vị, nó êm ái, nó thoải mái, nó chính xác trên từng huyệt đạo, nằm nó rất là thoải mái. Cái da được certified, những loại bọc, những loại da của Italy mà do hãng nổi tiếng là hãng Ferrari, cũng do nhà tàu mẫu nổi tiếng ông Kenno Kuyama là người design xe Ferrari và cũng là người design cho chiếc ghế Oco LE Limited Edition này, nó đẹp, nó sang trọng, nó giá trị và nó chính xác trên từng huyệt đạo, và nhất là sẽ được tặng ngay một tấm nệm cứng chống đau lưng chị Quế, made in Italy mà sẽ được tặng tấm nệm cũng mấy ngàn đồng rồi, mấy ngàn đồng tấm nệm đó sẽ được tặng miễn phí khi chúng ta mua cái ghế 16.000 đồng này, hoặc là một số quý vị đến sớm thì quý vị những bật mí thêm, mình đến sớm, nếu quý vị đến sớm thì nếu chúng ta mua chiếc ghế 16.000 đồng thì chúng ta có thể có cơ hội được tặng cái máy rung tăng mỡ giảm cân của Dr. Fuji. Nếu mà trên giá 5.000 đồng đến sớm thì giá 5.000 đúng rồi. Cái này chỉ có được vài người thôi. Cho nên khách hàng là đến sớm thì sẽ có sớm, tại vì cái chương trình anniversary 7 năm. Cho nên chỉ có 7 khách hàng 7 thôi. Khách hàng đầu ngày tiên. thứ 7 thì được 3 khách hàng, ngày chủ nhật được 4 khách hàng. 4 khách hàng nữa cộng lại là chỉ có 7 khách hàng được tặng cái máy rung tăng mỡ giảm cân Dr. Fuji trị giá 5.000 đồng khi mua chiếc ghế LE Limited Edition, chiếc ghế 16.000 đồng, thì tính ra mình mua cũng gần như tương đương với cái ghế bình thường, nó bán 10.000 rồi. Bình thường cũng 10.000. Trong khi mình bán chiếc ghế 16.000 đồng mà trong cái dịp này sẽ được tặng ngay một cái tấm nệm cứng chống đau lưng của Italy 3-4.000, 2-3.000, hoặc là chúng ta được chọn cái máy rung tăng mỡ giảm cân chỉ có 7 khách hàng đầu thì được những cái bonus đặc biệt này. Chứ vì nhớ đừng bỏ cơ hội này, với cái sản phẩm mà nó tốt, nó bền, nó chất lượng mà giúp cho sức khỏe chúng ta rất là nhiều, là chiếc ghế 16.000 đồng sẽ được đặc biệt trong cái dịp mà kỷ niệm 7 năm thành lập của Teletron ở công khu Eden Center ở vùng Virginia, Washington DC trong cái đợt này. Thưa quý vị, với lực lượng ca nghệ sĩ rất là hùng hậu và nhiều ca nghệ sĩ mà quý vị yêu mến sẽ có mặt để chúng ta sẽ gặp gỡ nhau, chia sẻ, chụp hình lưu niệm, và cùng với Teletron sẽ có những cái chương trình đại hạ giá đặc biệt từ ghế massage của Nhật được làm tại Nhật, nệm cứng chống đau lưng made in Italy, rồi sofa, giường ngủ, bàn ăn, nệm, cho đến những dàn máy karaoke, và nhất là máy rung tăng mỡ giảm cân của Dr. Fuji được quý vị rất ưa thích, 10 phút mỗi ngày bằng một tiếng chạy bộ, nhất là mùa thu đến rồi tới mùa đông, đúng không chị? Thì mình làm biếng đi bộ đi ra biếng ngoài, đi bộ ngoài trời lạnh và mệt mỏi gió, nữa và cứ ở nhà 10 phút là bằng tiếng đi bộ thưa quý vị. Bằng chứng là Phương Quế đã xài cái máy rung này đó 7 năm qua rồi, và nghĩa là để giữ gìn được cái dáng với lại cái sức khỏe của mình, đó là nhờ cái máy rung tăng mỡ giảm cân rất là nhiều. Thì mời quý vị đến với chúng tôi kỷ niệm 7 năm thành lập hệ thống Teletron tại Washington DC với 2 ngày ca nhạc rất là đặc biệt. Hy vọng được hẹn tất cả quý vị tại chương trình Đại Nhạc Hội mừng kỷ niệm 7 năm thành lập của Teletron ngay ở vùng Washington DC, Maryland của chúng ta, cũng như ở vùng Virginia trong khu Eden Center, với số điện thoại để liên lạc là 703-237-8999, 703-237-8999, hoặc là vào trang nhà teletronusa.com, teletronusa.com, vào Facebook của Teletron USA, hoặc là quý vị có thể vào YouTube, bấm vào YouTube để cập nhật những chương trình ca nhạc, những cái ca sĩ nào cùng có mặt và chương trình on sale như thế nào. Quý vị có thể bấm vào YouTube, bấm vào Teletron để thưởng thức những cái chương trình ca nhạc cùng với cái chương trình Đại Nhạc Hội được diễn ra trong 2 ngày 17 tây và ngày 18 tây tháng 9 tại Washington DC trong khu Eden Center, chương trình kỷ niệm 7 năm thành lập cùng với chương trình đại hạ giá từ 10 đến 80% off, chương trình tài trợ từ 1 năm đến từ 4 năm không đau không tiền lời. Mình xin cảm ơn chị Phương Hồng Quế và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng tham dự với Teletron, và hy vọng chúng ta sẽ gặp gỡ nhau
tại vùng Washington DC trong khu Eden Center vào ngày 17 tây và ngày 18 tây tháng 9 năm 2022, thưa chị Quế và tất cả quý vị. Dạ vâng, cảm ơn Nguyễn đã gửi những lời chia sẻ và Phương Quế xin tạm biệt quý vị ở đây. Rất mong gặp lại quý vị vùng Hoa Tịnh Đốn vào hai ngày thứ Bảy 17 tháng 9 và Chủ nhật 18 tháng 9 với hai buổi nhạc hội hoàn toàn miễn phí để phục vụ cho quý vị. Rất mong gặp quý vị và kính chúc có quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc.